Bây giờ anh cũng không biết phải an ủi em thế nào nữa. Chỉ có thể nói với em rằng em phải mạnh mẽ lên, phải vững vàng lên. Chứ em cứ khóc thế này, anh cũng chẳng làm được việc gì. Đêm nay kiểu gì cũng thức trắng vì nhớ em thôi. Hay là mai anh về? Mày định về đâu? Bây giờ thì mày hết chối rồi nhá. Cô nói cái gì đấy? Tao nuôi mày ăn, cho mày thuốc thang đầy đủ, không phải để mày dừng mỡ mày đi với con khác, hiểu chưa? Cô nói luyên thuyên gì đấy? Tôi không hiểu. Tôi đang gọi điện thoại cho thằng Hùng cơ mà. Gọi cho con nào không phải là Hùng? Thằng Hùng mà anh em còn sớt như đấy à? Thì tôi đang dạy nó tán gái. Bỏ cái điện thoại ra. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi lại vào cuộc gọi gần nhất. Nếu đúng là thằng Hùng thì cô đừng có trách. Đây, cuộc gọi gần nhất nhá. Nghe đi. Mày bây giờ hớt nhỉ? Mày bây giờ thừa tiền à? Nghe thấy chưa? Mày giỏi lắm. Mày tưởng mày lừa được tao á? Bỏ cái tay đằng sau lưng ra. Tay nào? Bỏ ra! Đưa cái điện thoại kia đây! Này nhá! Tôi nói cho cô biết nhá, ai cũng có quyền riêng tư. Nếu mà cảm thấy không tin tưởng nhau, chia tay đi! Đừng ai nhảy đi! Đứng lại! Sao anh không nghe máy đi ạ? À, mấy cậu sinh viên rủ đi nhậu ấy mà. Sao hôm nay em cho anh cứ khác ấy? Anh mệt à? Hay là anh thiếu ngủ đấy ạ? Đợt này bên anh đang tổ chức cho nhân viên các tỉnh lên tập huấn, sắp xếp cho họ nhiều nên anh cũng hơi mệt. Hay là anh tranh thủ về nghỉ trưa một tí đi. Chiều anh có phải đi dạy không ạ? Không cần đâu. Anh tin là ở cạnh em một lát thôi, anh sẽ đỡ mệt. Em uống nước đi. Em nghe đây. Mấy hôm nay thằng Kiên có đến chỗ mày lấy đồ không? Dạ. Chị nói gì ạ? Thằng Kiên có đến chỗ mày lấy đồ không? Không. Mà đồ chỗ chị lúc nào chả sẵn. Việc gì ông ấy phải qua tìm em? Ủa, ra cửa. Dạ. Chị nói lại đi ạ. Nhớ, nếu nó đòi cấm không được đưa. À, chắc bà chị lại bắt ông anh em phục vụ nhiều quá chứ gì. Thôi, thì thoảng tha cho ông ấy tí. Khai thác phải đi đôi bảo tồn ý. Tao đếch đùa. Rồi, vâng, em nhớ rồi. Ông ấy mà đến thì em bảo ông ấy về tìm chị nhá. Mày mà đưa cho nó, đừng trách tao. Nó nói gì đấy? Bà ấy bảo anh đến thì không đưa cho anh đồ. Nó nói kệ nó, anh vã quá. Vay tạm chỉ nhá. Ê, anh ơi, bà ấy mà biết thì chết đấy. Anh em dân chơi với nhau mày tiếc anh à? Không phải là em tiếc anh, nhưng mà em ngại dây với bà My lắm. Thôi, anh thông cảm nhá. Em nghĩ là anh về xin lỗi bà một câu. Đã chơi thì phải chấp nhận. Tưởng dũng cảm đi luôn rồi cơ mà. Anh... Đến chỗ con kia bảo nó đưa cho. Không có đâu mà tìm. Để em để đâu? Em để đâu? Cho anh đi. Tôi có bị ngu đâu mà để trong người.
Em để đâu? Cho anh đi, anh vã lắm rồi. Bỏ con kia không? Làm gì có con nào. Nói lại. Bỏ, bỏ. Cái gì anh cũng bỏ. Cho anh đi nhá. Rời con này mấy hôm, thấy khốn nạn chưa? Anh xin lỗi. Em cho anh đi. Rồi em muốn gì anh cũng chiều. Vào đây. Phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ thì mới có sức đi học đi làm được. Em đang làm gì? Có rảnh nói chuyện không? Lát nói chuyện sau nhá. Em bay từ Sinh về mà nhanh thế à? Chả bảo anh trước để anh ra đón. Không phải đánh trống lảng. Vừa gọi điện cho con nào mà tình cảm thế. Sinh viên của anh ấy mà. Sinh viên? Bây giờ còn có cả thể loại quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ đến cả chuyện nghỉ ngơi của sinh viên á? Em chả biết cái gì cả. Giáo viên bọn anh bây giờ không chỉ dạy kiến thức mà còn phải dạy sinh viên kỹ năng sống nữa. Vừa mới đi xa về đã cau có với anh rồi. Nào, ra người ta xem nào. Thì có nhớ anh không? Nhớ anh mà. Sao em gọi không nghe máy đấy? Mấy hôm vừa rồi em đi vắng. Anh có quản lý con đấy tốt cho em không đấy? Sao? Được rồi. Để em ra ngoài một lát. Đi đâu đấy? À mà thôi. Ở nhà đi, em đi một lát rồi về ngay. Thế thôi, anh cũng đi luôn. Ở nhà. Tối nay em chịu khó về một mình nhá. Anh có cuộc họp đột xuất.